Chiều nay tại khu vực đồi C4, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa Hàm Rồng phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Trần Mai Ninh tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm với chủ đề Bước chân lịch sử, hào khí đồi C4, hướng tới kỷ niệm 220 năm đô thị tỉnh lỵ, 30 năm thành lập thành phố Thanh Hóa, 10 năm đô thị loại 1 và 60 năm chiến thắng Hàm Rồng. Tham gia buổi trải nghiệm có gần 250 học sinh đến từ các khối lớp của Trường Trung học Cơ sở Trần Mai Ninh với nhiều hoạt động ý nghĩa, như dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại trận địa đồi C4, xây dựng các hoạt cảnh tái hiện lại bối cảnh lịch sử những năm tháng sống chiến đấu của quân và dân Thanh Hóa gắn với địa danh Hàm Rồng, trải nghiệm hoạt động hành quân, chiến đấu, kéo pháo, công tác hậu cần. Chúng tôi mong muốn chương trình trải nghiệm bước chân lịch sử hào khí đồi C4 sẽ là một trong những trải nghiệm ấn tượng đối với các em, và thông qua đó thì học sinh thành phố Thanh Hóa cũng như học sinh toàn tỉnh sẽ có những buổi học lịch sử được thay đổi cả về nội dung lẫn hình thức và đến được với các em không còn tình trạng ngại học lịch sử. Không chỉ được trải nghiệm thực tế, qua phương pháp học này, các em học sinh còn chủ động tìm hiểu về những giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương. Chuyến đi tuy ngắn nhưng tất cả các học sinh đều tỏ ra vô cùng thích thú. Em cảm thấy rất là háo hức và phấn khích khi mà chính bản thân mình không chỉ được học qua sách vở mà còn được chính bản thân trải nghiệm thực tế. Và khi tham gia vào chính cái cuộc chiến đó thì em mới cảm thấy rằng rất là xót xa khi hiểu rằng là để chúng em được học tập trong một môi trường hòa bình và độc lập như hiện nay thì rất nhiều những anh hùng không tên đã hy sinh và nằm mãi ở nơi đây. Và sau cuối cùng thì em cảm thấy rất là tự hào về tinh thần quyết chiến quyết thắng và sự kiên cường của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam ta. Hôm nay tại chân đồi C4 lịch sử thì học sinh và giáo viên Trường Trung học Cơ sở Trần Mai Ninh đã trực tiếp được trải nghiệm một cái hoạt động lịch sử rất là ý nghĩa. Và đây cũng là một cái nội dung mà nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 mà các em đã được học và được tìm hiểu rất nhiều. Vì vậy là thông qua cái hoạt động hôm nay thì nhà trường cũng rất mong là học sinh được trải nghiệm, hiểu hơn về truyền thống lịch sử của đất nước Việt Nam nói chung và đặc biệt là quê hương Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa nói riêng. Những hoạt động giáo dục trải nghiệm như thế này giúp các bạn học sinh tìm hiểu sâu sắc những giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng của quê hương đất nước, qua đó nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.